Trời ơi, làm như quay phim á. Đi về không sợ corona nào luôn thì luôn. Ê, lấy gói chưa? Không, con soạn đồ là hợp. Rồi, xong rồi, người mẫu đi ra. Nè. Không phải ăn mì gói đâu. Có mì. Đứng trong đây luôn, ngạc nhiên quá đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao vui, sao đông vui vậy. Trời ơi, ra mở cửa ra làm biết đi nè.